Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Hát lên các bạn ơi, hát lên nào. Chào An Nhiên này, An Nhiên chào các bạn đi. Ồ, con này trước hả? An Nhiên chào các bạn này, chung quay cho con này. An Nhiên đang đi đâu đây? Núi Cô Tiên hả? Ôi giỏi quá nhỉ. Đi từ từ thôi, đi thật từ từ thôi. Giống như nó. Vâng, giống như cuộc tình của anh em mình. Rồi giờ mình nâng lên lên là chồng vừa nướng vừa ăn đây, đừng có để nó ngủ. Nhưng mà ơi, vì tình đoàn kết, vì núi Cô Tiên nha, nhà mình hai ba mình vô cái nhá, cho nó mạnh mẽ cái nhá. Rồi nhà mình ơi, 2 3 2 3 2 3 rồi chúc mãi gắn kết nhá, chúc cả nhà sức khỏe nhá, bền vững nhá. Dạ rồi, chúc Covid sớm qua đi, ai cũng kiếm được tiền. Huy hả? Chúc cho Covid sớm qua đi và anh em mình lại có một cái công việc để làm và tiếp tục. Nói chung là hai ba tạm biệt núi Cô Tiên. Khoảng 6 giờ cùng ngày thì chúng tôi xuất phát xuống núi. Cũng chưa chắc đâu anh ạ, xuống chưa chắc đã dễ đâu. Bước rộng chân ra. Bước hình chữ Z nha, bước hình chữ Z. Đó là đưa tờ nhá. Cầm tay em nào, hai em cầm tay nhau vào.